Chào mừng cả nhà đến với kênh tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay nhé. Vậy lại là mình đây, thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất ở trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Tính toán của Trung Quốc khi điều số chiến hạm kỷ lục áp sát Đài Loan. Trung Quốc dường như muốn tạo bình thường mới nhằm ru ngủ Đài Loan bằng các cuộc diễn tập quy mô lớn và hiện diện tạo chiến thường xuyên theo chuyên gia. Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo quân đội Trung Quốc PLA triển khai 16 tàu chiến và 15 máy bay quân sự quanh hòn đảo hôm 15 tháng 7, số lượng nhiều chưa từng thấy trong một ngày. Trong tuần qua, PLA cũng thường xuyên điều chỉnh tàu chiến cùng các tiêm kích, quan tật cơ, máy bay không người lái UAV và máy bay tác chiến đặc biệt áp sát hòn đảo mỗi ngày. Động thái này diễn ra gần 3 tháng sau cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn Liên Hợp Kiếm Lợi diễn ra ở các vùng biển quanh Đài Loan. Cuộc tập trận là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với sự thông đồng giữa lực lượng ly khai muốn Đài Loan độc lập và thế lực bên ngoài, chống lại các hoạt động khiêu khích của họ. Người phát ngôn chiến khu miền Đông Thi Nghị tuyên bố, Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động quân sự quanh đảo Đài Loan trước thềm chuyến thăm Bắc Kinh của đặc phái viên Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry. Cũng trong tuần qua, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng 886 tỷ USD, trong đó có các sáng kiến ứng phó năng lực quân sự Trung Quốc và chương trình hợp tác huấn luyện với lực lượng phòng vệ Đài Loan. Giới chuyên gia nhận định những cuộc tập trận tuần tra quy mô lớn với số lượng chưa từng có và mật độ thường xuyên quanh Đài Loan là một phần trong tính toán của Bắc Kinh nhằm thiết lập hiện trạng mới về an ninh với hòn đảo. Trung Quốc đã tăng tiếp cận vùng nhận diện phòng không ADIZ quanh Đài Loan và ngày càng sẵn sàng vượt qua đường trung tuyến trên eo biển khu vực, tạo ra bình thường mới trong quan hệ giữa hai bờ. Đối với Đài Bắc, những hài họ còn có thể kỳ vọng tàu chiến, máy bay PLA dừng lại ở phía bên kia đường trung tuyến nay đã trở thành dĩ vãng. Chris Quinkerfey, Giám đốc Viện các vấn đề quốc tế của Australia AIEA nói với VN Express, ít nhất 3 máy bay quân sự Trung Quốc đã tiến vào ADIZ phía tây nam đảo Đài Loan ngày 15 tháng 7, trong đó có một máy bay săn ngầm I-8 và 2 tiêm kích đa nhiệm J-16. Quốc phai lưu ý khái nghiệm về ADIZ và đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan không được quy định trong luật pháp quốc tế mà là do các bên thừa nhận ngầm với nhau. Do đó, Trung Quốc vẫn làm đúng các quyền của mình nếu tàu chiến của họ vượt qua đường trung tuyến hoặc triển khai máy bay quân sự tiến vào vùng trời quanh hòn đảo mà chính quyền Đài Loan tự tuyên bố là ADIZ. Tàu chiến, máy bay Trung Quốc những năm trước rất hiếm khi vượt qua đường trung tuyến trên eo biển. Mỗi lần vượt qua đường giả định này đều ẩn chứa thông điệp phô diễn sức mạnh hoặc thể hiện thái độ không hài lòng của Bắc Kinh với Đài Bắc hoặc Washington. Giờ đây, họ đang phát đi tín hiệu ngày càng thường xuyên, Quốc Phai nhận định. Viễn cảnh chiến sự trên eo biển Đài Loan trong tương lai gần là điều khó tưởng tượng. Hệ quả của xung đột là sự xáo trộn của cung ứng, tổn thất nhân mạng và cả nguy cơ tình hình diễn biến ngoài kế hoạch. Tất cả đều không có lợi cho Bắc Kinh, vốn đang ưu tiên vào các vấn đề xã hội và duy trì kinh tế ổn định trong nước, Quốc Cơ dự báo. Bản tin tiếp theo, đường hầm tử thần giống hồi chuông cảnh tỉnh với Hàn Quốc. Vụ nước lũ nhấn chìm đường hầm đường bộ khiến 14 người chết đã cho thấy tác động nguy hiểm và cấp bách của biến đổi khí hậu với Hàn Quốc. Bộ Nội vụ Hàn Quốc đêm 17 tháng 7 thông báo kết thúc chiến dịch tìm kiếm cứu nạn trong hầm đường bộ ở thành phố Cheonggu, tỉnh Bắc Chungcheong sau khi thi thể nạn nhân thứ 14 được đưa ra khỏi hiện trường ngập nước. Đường hầm dài 685 m ở Oson, thành phố Jeonju, tỉnh Bắc Chungcheong bị nhấn chìm hôm 15 tháng 7, khi nước sông Miho gần đó tràn bờ do mưa lớn suốt nhiều ngày. Giới chức Hàn Quốc đang mở cuộc điều tra nguyên nhân dẫn tới thảm kịch, trong khi Tổng thống Yoon Suk Yeol cho rằng thiệt hại về người bắt nguồn từ sai lầm của chính quyền địa phương khi không triển khai đủ biện pháp an toàn để cảnh báo người dân. Theo giới chuyên gia, thảm kịch trong đường hầm tử thần ở Oson là hồi chuông cảnh tỉnh đối với Hàn Quốc. Biến đổi khí hậu đang bắt đầu gây thiệt hại đáng kể cho quốc gia này, nơi gần đây vẫn được tránh được một số hiện tượng thời tiết cực đoan mà các nước khác trong khu vực đã hứng chịu. Khi mới chỉ bước qua nửa mùa mưa năm nay, Hàn Quốc đã nhận lượng mưa nhiều hơn tổng lượng mưa trung bình cho cả hai giai đoạn này trong quá khứ. Tổng thống Yoon cho biết ông sẽ xem xét lại hoàn toàn cách ứng phó với thời tiết khắc nghiệt của đất nước vì những thảm kịch như vừa xảy ra ở Oson càng ngày càng trở nên phổ biến hơn. Chúng ta phải chấp nhận thực tế là biến đổi khí hậu đang diễn ra và đối phó với nó, ông nói. Mùa mưa ở Hàn Quốc thường diễn ra từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 8. Trong gần 40 năm sống ở làng Edan, cách Oson khoảng 1 giờ lái xe, ông Song Yuho, 87 tuổi, đã quen với những biến động thời tiết khi mùa gió mùa tràn về. Nhưng ông chưa từng chứng kiến trận mưa nào lớn như vậy vào cuối tuần qua, khiến các con sông dâng cao và đất đá sạt lở, chôn vùi nhiều ngôi nhà, giết chết hàng chục người. Diễn biến thời tiết bất thường khiến cho ông không khỏi bàng hoàng. Nhà của lão ông bị ngập sau trận mưa xối xả hôm 15 tháng 7, khiến nước tràn qua con đập vốn lâu nay để bảo vệ rất tốt ngôi làng ở tỉnh Bắc Trung Chengchon. Nước đã ngập đến thắt lưng khi nhân viên cứu hộ đến tìm vợ chồng ông lúc nửa đêm hôm đó. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không sợ hãi khi nước tràn vào, tôi có thể đã chết, ông cho hay. Giờ đây, ông ngồi bên hiên nhà, nhắm mắt suy nghĩ làm thế nào để xử lý bãi chiến trường xung quanh mình sau khi nước lũ rút. Bên trong ngôi nhà một tầng, nền nhà nứt nẻ, còn đồ đạc ngấm nước chất cao đến tận mái. Ông Song biết rằng để sửa lại ngôi nhà bị lũ nhấn chìm sẽ mất nhiều công sức và có lẽ nằm ngoài khả năng. Tôi gần 90 tuổi rồi, ông nói trong tuyệt vọng. Tôi phải làm gì? Tôi sẽ đi đâu? Những người già như chúng tôi chỉ biết đám trụ tới cùng ở nơi mình đang sống. Theo ông, chính quyền địa phương cũng tập trung nhiều hơn vào các công tác phục hồi thay vì phòng ngừa thiên tai. Chính quyền các địa phương Hàn Quốc thường sử dụng 30% ngân sách ứng phó thiên tai cho biện pháp phòng ngừa, 70% cho khắc phục hậu quả sau thảm họa, ông nói. Trong khi đó, các nước tiên tiến làm ngược lại, ưu tiên phòng ngừa hơn phục hồi. Lý do xe buýt Hàn Quốc đi vào đường hầm tử thần giữa mưa lũ. Do tuyến đường chạy bị đóng cửa vì mưa lũ, tài xế Lee điều khiển xe buýt vào đường hầm và mắc kẹt khi nước dâng, khiến 14 người chết. Khoảng 17 phương tiện, trong đó có chiếc xe buýt cỡ lớn và 2 xe tải, mắc kẹt trong đường hầm dài 685 m ở Oson, thành phố Jeonju, tỉnh Bắc Trung Chengchon, Hàn Quốc khi nước lũ từ con sông gần đó bất ngờ dâng lên vào sáng 15 tháng 7, khiến nhiều người chết đuối trong xe. Chiếc xe buýt gặp nạn khi đang trong hành trình di chuyển từ sân bay quốc tế Cheongju đến ga Oson. Đây là xe buýt thuộc tuyến 747, thường đi lộ trình khác, nhưng tài xế họ Lee, 58 tuổi, đã điều khiển xe mình đi vào đường hầm vào buổi sáng định mệnh đó. Các đồng nghiệp của tài xế tại công ty xe buýt cho biết ông đã quyết định đi qua đường hầm do tuyến đường thường chạy trong lộ trình đã bị đóng cửa vì mưa lũ. Họ cũng tỏ ra bất bình trước các thông tin đổ lỗi cho tài xế Lee đã đi đường vòng, dẫn tới sự cố thương tâm. Thật sai lầm khi đổ lỗi cho tài xế vì anh ấy thay đổi lộ trình. Tài xế luôn muốn đưa hành khách tới nơi an toàn. Nếu anh ấy cứ cố tình đi vào tuyến đường đã bị chặn, chẳng phải đó là hành động vô trách nhiệm hơn sao, một đồng nghiệp nói. Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc hôm 17 tháng 7 đưa thi thể nạn nhân cuối cùng ra khỏi đường hầm tử thần, cho biết tổng cộng 14 người chết trong vụ ngập đường hầm này, trong đó có tài xế Lee. Truyền thông địa phương đưa tin, khi chiếc xe buýt tiến vào đường hầm, nước lũ đã khiến nó bị quay ngang, chắn lối thoát của các phương tiện khác trong hầm, khiến hãm kịch thêm trầm trọng. Đồng nghiệp của tài xế Lee cho hay ông là một nhân viên chăm chỉ, luôn nhận công việc nặng nhọc trong công ty và từng được tỉnh thưởng khen thưởng với vai trò là tài xế kiểu mẫu. Tôi biết con trai út của ông ấy đã kết hôn vào tháng 10, không thể tưởng tượng nổi những nỗi đau mà gia đình họ trải qua, một đồng nghiệp của tài xế Lee nói. Chính quyền thành phố Cheongju đã hứng chịu nhiều chỉ trích vì đã không cử lực lượng chặn đường hầm dù đã có cảnh báo về mưa lũ. Các nhân viên cứu hộ cho biết nước sông Miho gần đó tràn bờ, ghi ngập đường hầm chỉ trong 3 phút vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày hôm 15 tháng 7. Trước đó, Bộ Môi trường Hàn Quốc đã phát cảnh báo lũ trên sông Miho lúc 4 giờ 10. Đường hầm bị ngập nước vốn có hệ thống thoát nước có thể xử lý khoảng 8,4 mét khối một phút. Tuy nhiên, 4 máy bơm đã bị hỏng do mưa lớn từ hôm 14 tháng 7. Khoảng 168.000 mét khối nước lũ đã tràn vào hầm chỉ trong vài phút, khiến thảm kịch xảy ra. Bộ trưởng đất đai Hàn Quốc Won Hee-ryon hôm 17 tháng 7 cho biết chính phủ sẽ điều tra chặt chẽ các vụ tai nạn xảy ra gần đây, bao gồm cả vụ ngập đường hầm. Mọi trường hợp nên được xem xét nghiêm túc và yêu cầu điều tra kỹ lưỡng. Những cá nhân sai phạm sẽ phải chịu trách nhiệm, ông Won nói. Bản tin thứ tư, Triều Tiên yêu cầu Mỹ ngừng hành động xủng ngốc. Bà Kim Jong-chol, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, kêu gọi Mỹ chấp dứt những hành động xửng ngốc có thể đe dọa an ninh của Washington. Các đề nghị đàm phán của Mỹ chỉ là thủ đoạn. Họ ảo tưởng khi nghĩ rằng có thể đạt được mục tiêu giải trừ quân bị. Việc Mỹ mở rộng hành động răn đe chỉ càng ngày càng đẩy Triều Tiên khỏi bàn đàm phán. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm nay dẫn lời bà Kim Jong-chol cho hay Bình luận được bà Kim đưa ra sau khi cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan cho biết Mỹ lo ngại Triều Tiên sẽ tiếp tục tiến hành thêm một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Sullivan đồng thời nhắc lại đề nghị đàm phán, nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden luôn sẵn sàng ngồi xuống và thảo luận vô điều kiện về chương trình hạt nhân Triều Tiên. Chúng tôi sẵn sàng đáp trả nghiêm khắc bất cứ hành động nào vi phạm chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, đe dọa hạnh phúc người dân và phá hủy hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Mỹ cũng nên dừng những hành động xửng ngốc có thể đe dọa an ninh của họ bằng cách khiêu khích chúng tôi, bà Kim Jong-chol nói thêm. Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh gần đây liên tục leo thang. Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với Mỹ và Nhật Bản. Triều Tiên sau đó tiến hành nhiều đợt thử tên lửa và vũ khí thế hệ mới để đáp trả. Triều Tiên hồi giữa tuần trước tuyên bố thử thành công ICBM mới nhất do lãnh đạo Kim Jong-un giám sát. Tên lửa bay 1.001 km ở độ cao tối đa 6.648 km trước khi rơi xuống Đông Hải, còn được gọi là biển Nhật Bản, theo KCNA. Năm ngoái, ông Kim tuyên bố Triều Tiên sẽ là một cường quốc hạt nhân không thể đảo ngược và kêu gọi tăng cường sản xuất vũ khí, trong đó có vũ khí hạt nhân chiến thuật. Liên Hợp Quốc, Mỹ và các đồng minh đã lên án mạnh mẽ vụ phóng ICBM mới nhất của Triều Tiên, cho rằng nó vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Bà Kim Jong-chol hôm 14 tháng 7 cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt những điều bất hạnh nếu nước này không từ bỏ chính sách thù địch nhắm vào Triều Tiên. Bà cũng tuyên bố Triều Tiên sẽ gây dựng biện pháp răn đe hạt nhân áp đảo nhất cho đến khi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Vậy để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Lý do cầu Crimea liên tục bị tấn công. Có vai trò thực tế và biểu tượng quan trọng, cây cầu nối từ Nga tới bán đảo Crimea liên tục hứng chịu các cuộc tập kích được cho là do Ukraine tiến hành. Mikhailo Bedorov, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine, ngày 7 tháng 7 xác nhận tàu không người lái USV đã được sử dụng để tấn công cây cầu Crimea, hay còn gọi là cầu Prep, kết nối lục địa Nga với bán đảo mà Moscow sáp nhập vào năm 2014, khiến một nhịp cầu hư hại nặng. Truyền thông phương Tây trước đó dẫn nguồn tin trong cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết vụ tấn công cầu Crimea là chiến dịch đặc biệt của SBU và Hải quân. Đây là lần thứ hai cầu Crimea bị tấn công kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát cuối tháng 2 năm 2022. Hồi tháng 10 năm ngoái, vụ nổ lớn trên cầu Crimea làm sập hai nhịp và khiến 5 người thiệt mạng. Nga khi đó cáo buộc đặc nhiệm Ukraine tấn công khủng bố nhằm vào Crimea, dù Kiev không thừa nhận. Nga hồi tháng 4 năm 2018 khánh thành cây cầu dài khoảng 19 km nối Crimea với vùng Taman ở phía tây Nam Nga, 4 năm sau khi sáp nhập với bán đảo. Đây là cầu dài nhất ở châu Âu, có tổng giá trị lên tới 3,7 tỷ USD. Cầu đường sắt chạy song song với đường bộ, bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2019. Cầu Crimea được xem là dự án cơ sở hạ tầng quan trọng đối với Tổng thống Vladimir Putin. Trong lễ khánh thành năm 2018, ông Putin đã lái chiếc xe tải Kamaz màu cam, treo cờ Nga đi qua cầu và gọi dự án là phép màu của Moscow. Trong các thời đại lịch sử khác nhau, mọi người đều mơ ước xây dựng cây cầu này, ông Putin nói tại buổi lễ. Cây cầu trở thành biểu tượng của Nga trong năng lực thực hiện các đại dự án cơ sở hạ tầng, cũng như giấc mơ khôi phục ảnh hưởng và sức mạnh của nước Nga vĩ đại trở lại. Kể từ đó, cầu Crimea đóng vai trò như biểu tượng cho bản sắc và quyền lực của Nga tại bán đảo, nơi sinh sống của khoảng 2 triệu người. Cây cầu cũng trở thành một chốt chặn quan trọng nằm giữa Biển Đen và Biển Azov, nơi Nga coi như vùng biển thuộc vùng ảnh hưởng của mình, bất chấp nỗ lực phản đối của Ukraine. Vai trò của cầu Crimea càng tăng lên khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine, là tuyến đường bộ và đường sắt duy nhất từ Nga đến bán đảo Crimea, nó trở thành mắt xích quan trọng trong tuyến hậu cần để Nga đưa lực lượng, khí tài, xăng dầu, đạn dược, phục vụ mũi tấn công vào Kherson và khu vực miền nam Ukraine. Dù vậy, Ukraine vẫn coi cầu Crimea là cái gai trong mắt và đặt mục tiêu phá hủy cây cầu này, đồng thời với nỗ lực cắt đứt hành lang trên bộ của Nga. Nếu là được cả hai mục tiêu này, Ukraine có thể cô lập hoàn toàn lực lượng Nga ở Crimea, tạo điều kiện cho họ giành lại bán đảo. Nếu cầu Crimea tiếp tục được sử dụng cho bất kỳ mục đích quân sự nào của Nga, nó có thể vẫn nằm trong tầm ngắm của Ukraine, Paul Adam, nhà bình luận của BBC nói. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật cái nút chuông ở bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng Chợ Lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và sẽ mong trong thời gian sắp tới sẽ được nhiều khán giả hơn nữa ủng hộ mình nhiều nha cả nhà. Và bây giờ thì xin kính chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo nha. Bye bye.